Ngày 11 tháng 7, tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ xét xử vụ án bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong tại căn hộ chung cư ở quận Bình Thạnh vào ngày 21 tháng 7 tới. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, vụ án sẽ được xét xử công khai. Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Văn Tuấn, phó tránh tòa gia đình và người chưa thành niên làm chủ tọa. Trước đó vào ngày 28 tháng 4, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang, sinh năm 1995 về tội giết người và tội hành hạ người khác. Truy tố bị can Nguyễn Kim Trung Thái, sinh năm 1985, cha của bé NTVA về tội hành hạ người khác và tội che giấu tội phạm. Theo cáo trạng Nguyễn Võ Quỳnh Trang sống chung như vợ chồng với Nguyễn Kim Trung Thái và ở cùng con riêng của Thái là cháu NTVA sinh năm 2013 tại căn hộ chung cư tại quận Bình Thạnh. Trong thời gian Trang ở nhà cùng cháu A học trực tuyến, từ ngày 7 đến ngày 22 tháng 12 năm 2021, Trang đã dùng tay, chân, cây gỗ, roi, cây kim loại đánh đập, hành hạ giả mang cháu A bằng nhiều cách thức khác nhau, trong nhiều ngày, nhiều giờ, từ 14 giờ 51 phút đến 18 giờ 6 phút ngày 22 tháng 12 năm 2021, trang dùng tay, chân và cây gỗ là hung khí nguy hiểm, đánh đập, đạp mạnh, liên tục dồn dập dã man vào các vùng trọng yếu trên cơ thể của cháu A, dẫn đến cháu A tử vong trước khi vào bệnh viện cấp cứu. Nguyễn Kim Trung thái trong các ngày 7, 10, 11, 12 tháng 12 năm 2021 đã chứng kiến trang nhiều lần đánh đập hành hạ cháu A không những không ngăn cản mà còn tham gia cùng Trang đánh đập hành hạ cháu A. Ngày 22 tháng 12 năm 2021, sau khi biết Trang đánh cháu A tử vong, Thái đã đăng nhập vào ứng dụng quản lý camera thực hiện hành vi xóa toàn bộ dữ liệu của 4 camera trong căn hộ nhằm che giấu hành vi phạm tội của Trang. Viện kiểm sát nhận định hành vi phạm tội của Trang và Thái gây bất bình trong nhân dân, dư luận xã hội lên án, cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật.